Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ tên của một ca sĩ nha. Đó chính là ca sĩ Đặng Long Vinh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một ca sĩ. Đó chính là ca sĩ Hùng Quân. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một ca sĩ, đó chính là ca sĩ Du Thiên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Và đầu tiên là mình sẽ xỏ màu vàng nha. À, màu xám đi, đầu tiên mình sẽ xỏ màu xám. Sau màu xám mình sẽ xỏ màu xanh nha. Mọi người ơi, đây là phần màu xám và màu xanh của mình nha. Các bạn ơi, đây là phần màu xám và phần màu xanh của mình. Mọi người nhìn này, đây là phần màu xám và màu xanh của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu đỏ lại nha. Mọi người ơi, đây phần màu đỏ của mình nhá. Các bạn ơi, đây là phần màu đỏ của mình này. Mọi người nhìn, đây là phần màu đỏ của mình nha. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ xỏ màu trắng nha. Mọi người ơi, đây là phần màu trắng của mình này. Các bạn, đây là phần màu trắng của mình nha. Mọi người ơi, đây là phần màu trắng của mình. Tiếp theo là mình sẽ xỏ hạt chữ nha.
với nhau nhé. Mình sẽ trang trí nốt phần vòng của mình nha mọi người ơi. Giờ mình trang trí nốt phần vòng của mình nha. Các bạn ơi, mình sẽ trang trí nốt phần vòng của mình. Vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.